Tập 10. Tôi có rồi, cảm ơn, đừng khách sáo nha. Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Tôi ăn chay. Ta sư huynh, huynh đói bụng nên ăn gì chút đi. Đa tạ thượng quan cô nương. Phải rồi, phụ cô nương, nghe nói phái thiên sư của cô gần đây xảy ra nhiều chuyện, nói ra nghe đi. Chuyện của sư môn không tiện tiết lộ cho người ngoài biết, xin lỗi nha. Có nói sao, tôi cũng từng cứu mạng cô mà, chắc không tính là người ngoài chứ. Nghe nói trưởng môn của hai người đã bị một người tên là Tôi Là Ai giết chết rồi. Về việc này vẫn còn đang điều tra, không tiện nói ra. Còn đang điều tra? Vậy sao phụ cô nương vẫn còn lòng dạ theo người ta đi chơi khắp nơi chứ? Cô nói vậy là sao? Cái gì nói vậy là sao? Thượng quan cô nương, lần trước đa tạ cô đã trượng nghĩa cứu mạng, trong lòng tôi rất cảm kích cô. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ báo đáp. Nhưng mà nếu cô sỉ nhục tôi và sư môn của tôi, thì tôi nhất định không nhịn cô đâu. Ai sỉ nhục cô chứ? Tôi cũng cảm thấy có một chút á. Quynh, các người hợp lại ăn hiếp tôi. Chúng tôi đâu có ăn hiếp cô. Các người đổ oan cho tôi. Tôi Quynh đáng ghét. Tôi đáng ghét? Tôi đáng ghét ra sao? Tôi đáng ghét? Tôi mà đáng ghét sao chứ? Nè, cô đừng có khóc mà. Nói với cô, chúng ta đi thôi. Nè, cô à. Nè, sư huynh. Đi. Nè, đi thôi. Nè, đừng có khóc. Sư huynh. Đi. Nè, hai người làm gì vậy? Lục Chí Hiệp, ai tắt dây thì người đó phải mở. Ngồi xuống đi, chúng ta đi thôi. Đi thôi sư muội. Đi. Đi đi. Này thượng quan cô nương à, thật ra là chuyện gì? Như vậy mà muội không nhận ra sao? Nhận ra cái gì? Huynh nói gì vậy? Thượng quan cô nương đang ghen đó. Đang ghen? Đang ghen gì chứ? Sao hả Tam sư huynh? Cho muội biết đi, cô ấy đang ghen ai chứ? Cho muội biết đi Huynh. Thiên Hương sư muội, muội thật ngây thơ. Cô ấy còn ghen dai nữa chứ? Đương nhiên là ghen với muội rồi. Tam sư huynh. Tôi thật không hiểu, thì ra cô đang ghen hả? Trong bộ dạng của huynh ranh mảnh như vậy, tại sao mà ngu quá vậy? Trước mặt thượng quan đại tiểu thơ, ai có thể là người thông minh chứ? Đúng là tôi đã ghen với Phục Thiên Hương. Không nói nữa. Không nói nữa? Có hiểu hay không chứ? À, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Hiểu rõ tức là không hiểu rõ, không hiểu rõ tức là hiểu rõ. Huynh, huynh trêu chọc tôi. Cô hại tôi bây giờ tội danh quá nhiều. Trước kia là ăn hiếp, bây giờ là trêu chọc. Không biết chừng á, lát nữa là sàm sỡ. Huynh dám? Cô nói đi. Rượu ngon, rượu ngon. Huynh, tôi không dám. Tên lục vật không sợ trời không sợ đất, cũng có chuyện không dám làm sao? Những gì tôi không dám làm á thì có rất nhiều.
Chẳng hạn như việc gì? Không hôn con gái bừa bãi cũng là một trong những việc đó. Huynh không có cảm giác với tôi. Sao không có cảm giác? Cảm giác mãnh liệt lắm đó. Vậy cô ngang tàng bướng bỉnh, to gan làm bừa, đây chính là cảm giác của tôi đối với cô. Huynh, Huynh đang ghét. Vậy cũng tốt, dù gì tôi cũng ăn no rồi, sẽ trở về phòng nằm ngủ, không chọc cho cô ghét nữa. Đứng lại đó cho tôi. Ngồi có được không? Tôi có gì không tốt? Không có gì không tốt, có điều hình như là không thích hợp. Nhưng tôi cảm thấy rất thích hợp mà. Huynh cười cái gì chứ? Tôi đáng buồn cười vậy sao? Không phải tôi cười cô, tôi cười hai chúng ta. Hai chúng ta tôi còn quá nhỏ, nếu đến vấn đề thích hợp á, hình như là hơi sớm một chút đó. Tôi không còn nhỏ nữa, bây giờ tôi là sứ giả trung tín đường, làm việc cho cha của tôi. Lần này chúng ta đến đây để làm việc cho cha, nhưng mà lại gặp được Huynh. Vậy sao? Đây là cơ hội tốt, cô nhớ nắm chắc đó nha. Đừng làm thượng quan báo phụ thất vọng đó. Không còn sớm nữa, tôi phải đi nghỉ đây. Nè, vẫn còn sớm mà, ngồi lại với tôi một chút nữa đi. Còn sớm sao? Giờ còn phải về phòng sớm. Mấy ngày nay tôi không tắm, người hôi lắm. Không có hôi. Đương nhiên cô không hôi rồi, tôi hôi. Đi trước nha. Nè, nếu Huynh đi ngay bây giờ tôi sẽ giận đó. Đúng lúc lắm. Cám phiền chuẩn bị cho tôi một thùng nước nóng, một thùng nước lạnh. Dạ được khách quan, lát nữa tôi sẽ đưa đến phòng của khách quan. Không cần đưa hết. Nước nóng đưa tôi, nước lạnh đưa cho đại tiểu thơ này. Đưa ngay bây giờ sao? Bây giờ cô đang nổi nóng, không dùng nước lạnh tưới lên á, tôi sợ cô bị phỏng đó. Nè, tôi lục vật chết tiệt, lục vật thúi, tôi sẽ mặc kệ Huynh. Lục vật là lục vật. Huynh có biết việc phiền nhất ở trên đời là gì không? Không biết hả? Không biết á, để tôi nói cho biết. Việc phiền nhất á, chính là người mình yêu không yêu mình, người yêu mình không yêu. Ai biểu mẹ mình sinh ra mình lại... Sinh mình đẹp trai có gì đáng để cười chứ. Túi à, xin lỗi nha. Tôi để quên Huynh ở trong tay áo của tôi. Huynh cũng biết đó, đại ca của Huynh rất dễ dàng gây ra phiền phức. Nếu mang Huynh ra, nó không chừng cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi á. Đừng mà để tự tôi làm, đừng trêu tôi nữa. Trước khi làm sao ngưng lại vậy? Chết rồi. Ai nhìn lén đàn ông đang tắm? Ê, xem đó, còn có người hạ lưu hơn Huynh nữa đó. Lần nữa đi. Thu Thủy Sơn Trang là nơi thế nào Huynh biết không? Chỉ cần là nhân sĩ trung thổ để biết cả. Chắc chắn Huynh đã bị mất trí nhớ rồi nên đã quên hết. Nơi ấy lợi hại lắm, chẳng những là võ lâm thế gia mà còn kinh doanh trên 8 phần ngành trà, dùng 4 chữ giàu như một nước, đúng là không sai. Cho ta hỏi thăm, Thu Thủy Sơn Trang đi hướng nào vậy? Không biết. À, khách quan, mời, loại trà ngon nhất của địa phương đều ở đây hết nha, mời đến xem. Cho ta hỏi thăm, đi Thu Thủy Sơn Trang phải đi hướng nào? Nghe giọng nói của Huynh đệ không phải là người địa phương. Đúng vậy. Hèn gì, về việc của Thu Thủy Sơn Trang đừng có hỏi đến thì tốt hơn. Tại sao chứ? Biết rồi á, sẽ không có lợi cho Huynh đâu. Ta muốn đến Thu Thủy Sơn Trang
Hả? Huynh không muốn sống nữa hả? Có những chuyện không biết nguyên do sẽ tốt hơn là biết nguyên do đó. Ê, khách quan, đến rồi hả? Mời vào, mời vào. Mời ngồi, mời ngồi. Ngồi đi, ngồi đi. Khách quan có ở trọ không? Ta chỉ muốn tìm một nơi để trọ một đêm. Khách quan muốn ở phòng thượng hạng hay phòng thường? Ê, ngồi đi, ngồi đi. Trên người ta không có tiền. Không có tiền? Giỡn mặt hả? Ta có thể làm việc giúp ông, chỉ cần cho ta ở một đêm thôi. Làm việc? Người xem chỗ này một người khách cũng không có nữa. Có việc gì cho người làm chứ? Lúc nãy đường phố đầy người, bây giờ đi đâu hết rồi? Vừa đến đêm họ đi chạy hết rồi, không có ai dám ở trọ lại. Sao vậy? Là gì? Ngươi từ nơi khác tới đúng không? Đúng vậy. Ngồi đi, ngồi đi. Để ta cho ngươi biết, nơi đây có quái vật dễ sợ lắm á. Mỗi khi đêm xuống nó sẽ ra ngoài cắn người. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Bộ ngươi tên là tại sao hả? Suốt ngày cứ hỏi tại sao vậy? Ta tên là tôi là ai? Tôi là ai? Không phải chứ. Ngươi là ai? Còn ta là ai? Ê, khách quan, hay là vậy đi, ta cũng không có khách tới trọ, vậy đêm nay ngươi ở lại đây ha. Ta có thể làm việc giúp ông mà. Không cần, không cần. Ta có thể làm việc giúp ông, miễn là cho ta chỗ ở là được rồi. Chỗ của ta không có việc gì cho ngươi làm. Ta làm gì cũng được cả. Bên kia có chuồng ngựa kìa. Là đây nè. Những thứ này để làm gì? Tránh ta. Tránh ta? Ta thấy ngươi không biết gì thì nói cho ngươi biết. Đêm nay cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, ngươi cũng đừng có đi ra ngoài xem, nghe không? Nếu như lỡ có động tĩnh gì á, người cũng không được la. Nếu la cũng không có ai giúp người đâu. Tóm lại á, tự mà lo lấy thân. Chính là chỗ này nè, người quét đi. Tiểu nhị ca, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? 2 tháng trước và một đêm, cái thứ đó xuất hiện, chúng tôi sợ đến không dám ra ngoài luôn. Ngày thứ hai nhìn vào, những khách quan nghỉ trọ đây nè đều chết hết đó. Dễ sợ lắm, khắp nơi đều là máu. Trên mình con ngựa chết á đều có dấu vết bị cắn. Như vậy thì liên quan gì đến Thu Thủy Sơn Trang? Người cũng biết, cái thứ đó là từ Thu Thủy Sơn Trang đi ra. Người cũng thấy à? Không biết, ta cũng chỉ nghe người ta nói lại thôi. Ta thì không nhìn thấy, nhưng mà ta cũng không muốn thấy. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi lấy nước. Quét dọn xong rồi, ngươi cũng đi nghỉ đi. Tiểu nhị ca, ta muốn ngủ ở đây. Hey, không được, không được. Đây không phải là chỗ để con người ngủ. Mấy phòng trọ vẫn còn trống, ngươi cứ vào phòng mà ngủ. Không cần đâu, ta ngủ ở đây. Ngươi muốn ngủ ở đây hả? Thôi cũng được. Nhưng mà ban đêm á, cho dù xảy ra chuyện gì á, ngươi cũng không được đi lung tung, biết không? Đi thôi.
tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Lão gia, lão gia, đừng mà, lão gia đừng, lão gia đã giết quá nhiều người rồi. Lão gia, đau quá, đau quá, đau quá. Thực ra chuyện này là như thế nào? Có cần giúp đỡ không? Không cần đâu. Cảm ơn. Lão gia, chúng ta đi về thôi. Đi, chúng ta đi. Đi thôi. Cứ để ta làm chứ. À, thôi thôi, khỏi khỏi khỏi. Cơm sáng của người đang để trên bàn kìa, vào ăn đi. Không sao đâu, cứ để ta làm. Không cần không cần, việc này ta làm được mà. Vào đi, vào trong ăn đi. Vào trong ăn đi mà. Vào đi. Đúng là một con quái vật, mặt thì xanh, răng thì dài, miệng mồm thì đỏ chét, răng cổ nhọn quắc à. Thiệt đó. Ghê lắm. Hôm qua không biết tôi đã gặp phải giận xui gì nghe. Ăn cơm xong á, cái tôi bị tiêu chảy liền hả. Nghĩ bụng á, đi nhà xí chắc chắn là sẽ không sao. Chính vào lúc tới nhà xí, tôi gặp phải con quái vật đó. Quái vật gì? Cũng may ngày thường ta siêng năng đốt nhang, siêng năng bái Phật. Nếu không như vậy hả, mạng của ta đã mất từ lâu rồi. Ở đây có ai không đốt nhang, có ai không lễ Phật chứ? Mấy ngày trước người đã chết chính là Ngũ Đức Hòa Thượng đó, có biết không? Là hòa thượng hả? Hòa thượng đó đốt nhang không phải còn nhiều hơn ông sao? Đúng rồi, nhiều hơn đó. Tôi nói giận của tôi chưa đến nỗi quá sâu nên có thần tiên tới cứu. Lúc còn quái vật cắn vào cổ của tôi sắp ngất xỉu. Hình như tôi nghe có tiếng bảo quái vật dừng lại đó. Ai to gan dữ vậy? Không sợ chết hả? Đúng rồi, tôi mới nói là thần tiên. Vậy thần tiên có đánh chết con quái vật đó không? Điều này thì tôi không biết. Tôi đã ngất xỉu rồi, mạng của tôi coi như được nhặt lại. Vậy thì ông phải cúng trả lễ đó. Đúng rồi. Không còn kịp nữa rồi, tôi phải dọn đi thôi. Vậy ông định dọn đi đâu? Đêm hôm qua người có nghe thấy tiếng lạ kêu không? Có nghe. Người có chạy ra xem không? Chắc chắn là không rồi. Nếu ra thì hắn đâu còn đứng đây. Sợ rồi hả? Người này là ai vậy? Từ nơi khác tới. Hôm qua đến đây xin trọ không có tiền nên ở lại quán làm chút việc để trừ tiền trọ. Tính tình kỳ lạ lắm. Trông hắn quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi. Cả đời của ông á chưa từng rời khỏi chỗ này, làm sao gặp được chứ. Sao ông lại ăn đối như vậy chứ? Đúng là tôi gặp qua rồi mà. Là đêm hôm qua. Đêm hôm qua ông đã nhìn thấy con quái vật và thần tiên. Vậy hắn là quái vật hay là thần tiên đây? Yêu ma quỷ quái tất cả đi khỏi. Yêu ma quỷ quái tất cả đi khỏi. Đi đi, nhanh lên. Đi. Ê, tránh ra coi. Tránh ra. Dạ. Đi. Không dọn nhà hả? Đúng ra không muốn dọn đâu, nhưng mà hết cách rồi. Đêm hôm qua xảy ra chuyện. Tiểu điệp cô nương, lão gia sao rồi? Vẫn y như cũ. À, vẫn không ăn cơm mà.
bị dằn vặt cả đêm, ăn không nổi. À, nếu cứ như vậy, Tiểu Điệp cô nương à, nếu không nhờ cô cán đáng thì Thu Thủy Sơn Trang này đã sụp từ lâu. Lão Trương, vụ trà ra sao rồi? Năm nay đủ nước mưa chắc sẽ nhiều trà tốt. Trà tốt thì đã sao, trà có tốt cũng không có người thu hoạch, để lâu cũng hư hết à. Không phải chứ, nếu vậy chẳng phải uổng công cả năm sao? Mấy năm nay cũng đều như vậy. Nhưng mà ta thấy mấy năm nay có rất nhiều người đến đây xin việc làm mà. Đều là những người không biết chuyện từ đấy khác tới, thời gian lâu rồi đều khiếp sợ bỏ chạy hết. Hôm nay là có một đám đến xin việc, không biết có ở lại được lâu hay không đây. Đi, chúng ta đi xem thử. Đi thôi. À, cũng khá lắm chứ. Dạ, khoảnh đất lớn phía sau núi vẫn chưa thu hoạch trà lá. Cho gọi họ đến đây một lát, ta có chuyện muốn nói với họ. Ê, mọi người qua đây một lát đi. Dạ, có chuyện gì vậy? Tất cả nghe cho rõ nè. Đây là thiếu phu nhân tương lai của Thu Thủy Sơn Trang chúng tôi, là Điệp cô nương. Mọi chuyện của Thu Thủy Sơn Trang đều do thiếu phu nhân quản lý hết. Thiếu phu nhân có chuyện muốn nói với mọi người. Vô cùng hoan nghênh mọi người đến Thu Thủy Sơn Trang làm việc. Ta nghĩ công việc và hoàn cảnh nơi đây quản gia đã nói với mọi người. Gần đây ở bên ngoài có một số tin đồn về Thu Thủy Sơn Trang. Đã là tin đồn nên ta ở đây cũng không cần thiết phải đính chính hoặc phủ nhận gì cả. Tóm lại, ta mong mọi người có thể an tâm ở lại đây để mà làm việc. Xin mọi người hãy tin ta, Thu Thủy Sơn Trang tuyệt đối không để mọi người phải thiệt thòi đâu. Còn nữa, nếu như không được cho phép, xin mọi người đừng đến gần căn nhà lớn ở phía kia. Lão gia nhà ta có bệnh trong người, cần phải yên tâm tịnh dưỡng, không muốn bị người khác quấy rầy, nhất là vào ban đêm. Những quy định khác của nơi đây chắc là quản gia đã nói với mọi người rồi, cho nên ta sẽ không nhắc lại nữa. Thôi, mời mọi người trở lại tiếp tục làm việc. À, trở về làm việc đi. Dạ. Thôi đi làm việc đi. Người làm này hình như rất siêng năng. À, anh ta mới tới đây, làm việc chỉ mới có mấy ngày thôi. Nhưng mà làm việc siêng năng lắm ạ. Tất cả công nhân đều làm như vậy thì tốt quá, chỉ sợ là làm không lâu. Đây nè, ăn cơm đi các huynh đệ. Nè nè, nè, ai cũng có phần hết, đừng giành nhau mà, ai cũng có phần hết. Đừng có giành. Đây, mời mọi người. Tôi nữa. Từ từ đi, ai cũng có phần hết, đừng có giành. Đây. Nè, từ từ thôi. Tôi nè. Ai cũng có phần, từ, đừng có giành. Chỉ có bao nhiêu thôi.
cô nương. Long Quynh, tại sao động đến ngựa của tôi? Ta hạ cho ngựa ăn, nhìn thấy con ngựa của thượng quan cô nương rất là quai vệ, nên sẵn đó cho nó ăn luôn. Ngươi biết nuôi ngựa sao? À, phái Thiên Sơn có mở một trại nuôi ngựa sao? Không có, chỉ là từ nhỏ tôi đã rất thích chơi với động vật. Cho dù phái Thiên Sơn có trại nuôi, cũng không tìm được một con ngựa nào tốt hơn con ngựa của thượng quan cô nương. Còn phải nói nữa, con ngựa quý của thượng quan cô nương chạy vừa nhanh vừa có sức bền, ngựa quý gặp gia nhân đích thực là xứng đáng. Như vậy đi, con ngựa của ta sẽ giao cho Quynh lo ăn nha. Hãy nhớ khi nào rảnh nhớ chải lông cho nó đó. Tôi xin đa tạ sự giáo huấn của thượng quan cô nương. Con ngựa của Quynh cũng hay chứ. Còn tên tiểu tử thúi Lục Vật, hắn giống như Quynh thì tốt quá. Xem ra thượng quan cô đương rất thích Lục Thiếu Hiệp phải không? Còn lâu mới thích. Chỉ một mình hắn dám trêu ghẹo ta thôi, ta tức lắm. Đúng là chỉ có hắn có thể trêu ghẹo một thượng quan cô nương thông minh tuyệt đỉnh. Thử hỏi có tức chết không? Ta mà gặp hắn thì đầu óc của ta choáng váng, không nghĩ ra được điều gì. Vậy cô cảm thấy tức giận hay là thấy vui mừng? Xin lỗi nha, lúc nãy đã mạo phạm cô nương. Xem ra con người của Quynh chẳng những biết coi ngựa mà coi người cũng khá lắm. Tâm sự của ta đều bị Quynh nhìn thấu, chẳng khác gì đi guốc ở trong bụng ta. Tuổi của tại hạ lớn hơn cô, hiểu biết cũng nhiều hơn cô mà. Quynh nghĩ coi, tên tiểu tử thúi Lục Vật, hắn đúng là không biết điều. Ta thì hết lòng đối với hắn, nhưng mà hắn lại... Hắn lại thế nào? Hắn lại làm như không biết gì cả, suốt ngày cứ đi theo Phục Thiên Hương. À, là người của phái Thiên Sơn. Quynh và Thiên Hương là đồng bọn kia mà. Không sao, tôi và sư muội tuy là đồng môn, nhưng trước nay tình cảm rất lợt lạc. Nhưng trái lại, đối với thượng quan cô nương thì tôi cảm thấy hình như là quen thân từ lâu lắm rồi đó. Quen sơ đã hiểu nhau. Thượng quan cô nương có gì cứ việc nói ra. Còn gì để nói nữa, tên tiểu tử thúi Lục Vật đúng là không biết điều mà. Thượng quan cô nương, cô cảm thấy Lục Thiếu Hiệp không thích cô, có phải vậy không? Con người của Quynh sao nói năng bộc trực quá vậy. Nhưng mà đúng là ta có cảm giác ấy. Tại hạ thì không cảm thấy vậy. Tại hạ cảm thấy Lục Thiếu Hiệp cũng có cảm giác đó chứ. Ta biết chứ, là có cảm giác chán ghét. Không phải chán ghét, mà là thiện cảm. Cái gì? Quynh nói lại lần nữa coi. Tại hạ muốn nói, Lục Thiếu Hiệp chẳng những có cảm giác đối với cô, mà còn có thiện cảm nữa. Hắn nói với Quynh à? Nói vào lúc nào vậy? Đã nói ở chỗ nào chứ? Là chính tai Quynh nghe được hay là nghe người khác nói lại? Ê, cô muốn biết, tại sao không đi hỏi hắn đi chứ? Ta làm sao biết được hắn có thiện cảm với ta chứ? Nếu không nghe Quynh nói ra, ta thật sự không biết. Vậy cô có thể đi tìm hắn hỏi cho rõ. Dù gì tại hạ cũng cảm thấy thượng quan cô nương là một người thẳng tính, là một cô nương rất dễ thương, dám yêu dám hận, không như những cô gái khác giả tạo làm dáng. Đúng là Quynh hiểu ta quá. Lúc nãy ta đã tính đi tìm Lục Vật, nhưng hắn đã ở bên cạnh Phục Thiên Hương, ta muốn xen vào cũng không thể xen được. Vậy có cần tại hạ giúp cô không? Giúp thế nào? Sẽ giúp cô hẹn riêng Lục Thiếu Hiệp ra ngoài. Thật sao? Chúng ta hẹn ở Bát Lý Ba. Bát Lý Ba hơi xa một chút đó. Như vậy mới tốt, không sợ Phục sư muội tìm tới. Đúng là Quynh nghĩ chu đáo lắm. Nhưng sau khi hẹn ra ngoài rồi thì sao nữa?
Chuyện này thì phải dựa vào bản thân của thượng quan cô nương. Con người của tại hạ thì ngốc lắm, cái gì cũng không biết. Nhưng mà một nam một nữ đơn độc hẹn hò, trước hoa dưới trăng, cảnh vật đều đẹp, tại hạ nghĩ thượng quan cô nương thông minh như vậy chắc chắn sẽ biết phải làm gì mà. Tục ngữ có câu: nam theo nữ cách cả dải núi, nữ theo nam chỉ cách một lớp vải, đúng không? Thượng quan cô nương yên tâm đi, chuyện này để tại hạ lo cho. Vậy đa tạ huynh nha. Đừng thở than nữa, hôm nay cô thở hơi ra còn nhiều hơn hít hơi vào, cô chừng nghẹt thở ngất xỉu đó nha. Tôi không có lòng dạ nói đùa với huynh đâu. Tôi đâu có nói đùa, vốn là như vậy mà. Từ sáng đến bây giờ không đi đâu cả, cũng không làm gì cả, cũng không nói nhiều. Tôi đang lo lắng mà. Không cần phải lo, ở đây rất an toàn. Thế là có trung tín đường lớn như vậy, không ai dám đến đây gây rối đâu. Tôi đang lo cho sư tỷ của tôi. Càng không cần lo, sư tỷ của cô là trưởng môn phái Thiên Sơn, võ công cao cường, không ai dám dây vào đâu. Trừ khi người đó không muốn sống ở trên đời nữa, nếu không hắn ta sẽ không dám đụng độ với phái Thiên Sơn đâu. Nói với huynh vậy thì trên đời này không có chuyện gì làm cho người ta lo lắng cả. Thì nói vốn dĩ là vậy mà. Sư tỷ của cô võ công cao cường, không ai dám. Nói với huynh thật là vô ích à. Được. Cô muốn lo lắng thì cứ lo đi, muốn lo tùy cô. Vậy thì cô lo lắng cho sư tỷ cô chuyện gì? Không nói. Nói đi mà. Không nói. Cô không nói thì tôi sẽ càng hỏi nữa, chừng nào ra thì thôi á. Sư tỷ của cô là trưởng môn phái Thiên Sơn, võ công cao cường, không ai dám dây vào đâu. Được rồi, tôi nói, nhưng mà huynh phải bịt miệng huynh lại đi. Chúng ta đã ở đây 3 ngày rồi, sư tỷ của tôi không lý nào không tìm được chỗ này. Sư tỷ của cô võ công cao cường. Huynh lại nữa rồi. Cô nghe tôi nói xong trước đã. Sư tỷ của cô võ công cao cường, nhưng mà trời đất bao la, rất có thể cô ấy chưa tìm ra thôi. Huynh tưởng sư tỷ của tôi ngu ngốc sao? Không biết tôi là ai, có đến Thu Thủy Sơn Trang không? Lục Thí Hiệp. Tam sư huynh. Ê, sư muội cũng ở đây à? Huynh tìm Lục Thí Hiệp có chuyện. Ngồi xuống nói đi. Tôi đã đi khắp nơi rồi, vẫn không có tin tức gì cả. Tin gì vậy? Lúc nãy Lục Thiếu Hiệp nhờ cô đi thăm dò xem có tin gì của trưởng môn không. Miệng nói lo lắng là vô ích thôi. Nếu lo lắng thì phải làm một chút việc. Tôi cũng cảm thấy sư tỷ của cô không thể nào lâu như vậy mà chưa tìm được chỗ này. Sư bụi, huynh nghĩ trưởng môn sư tỷ là người lanh lợi thông minh, võ công cao cường, sẽ không gặp tai nạn đâu. Phải rồi, trên đường tôi trở về đây có gặp thượng quan cô nương. Chà, cũng may không ra ngoài. Là may mắn hay là tiếc quá vậy? Tôi ngửi được mùi chua. Chắc không phải có ai đang ghen đó chứ. Điều này thì tôi không biết, nhưng mà tôi thì ghét nhất là ghen tuông. Nè, thượng quan cô nương của huynh đó hình như rất là ghen tuông đó nha. Thượng quan cô nương không phải là của tôi. Nhưng mà người ta đã trao trái tim cho huynh rồi. Trái tim của tôi đã không còn chỗ để cho người khác nữa. Điều này tôi không muốn biết, tôi cũng không hứng thú đi nghe. Cô tuyệt tình quá rồi đó. Tam sư huynh, thượng quan cô nương sao rồi? Không phải cô ấy muốn đuổi chúng ta đi sao? Đương nhiên không phải. À, vậy tức là nhờ có Lục đại hiệp đây. Sư muội, thượng quan cô nương nói với huynh muốn gặp mặt muội. Gặp muội? Không phải gặp hắn sao? Sao lạ quá vậy? Cô ấy nói lần trước mạo phạm muội, muốn gặp mặt tạ tội với muội.
Ồ, lúc đầu muội tưởng cô ấy ngang tàng bướng bỉnh, không hiểu lý lẽ, xem ra cũng không phải như vậy. Ê, sư muội, bây giờ cô ấy đang chờ muội ở Bắc Lý Ba. Sao xa vậy? Có thể người ta sợ ở trước mặt mọi người mất mặt quá. Dù gì người ta cũng là thiên kim của đường chủ Trung Tính Đường mà. Tam sư huynh, giúp muội nhắn với cô ấy một câu, nói rằng muội đây không trách cô ấy có được không? Sư muội, như vậy không tốt đâu. Người ta có thành ý mời muội đến để tạ tội, nếu như muội không đi là xem thường người ta quá rồi. Đúng đúng đúng, tôi cũng cảm thấy cô nên đi. Trên giang hồ Trung Tính Đường cũng được coi là một đại bang phái đó chứ. Gì chứ, muốn tôi đi nịnh bợ cô ta hả? Tôi không thèm đi đâu, có hay ho gì. Không phải là nịnh bợ, mà là có thêm người bạn sẽ tốt hơn có thêm kẻ thù. Đi lại trên giang hồ có kẻ thù khắp nơi á hả, hoàn toàn không có lợi lộc gì đâu. Ê, cô ấy giận huynh chứ đâu phải là giận tôi. Nếu cô ấy mời tôi đi á, tôi cũng sẽ đi thôi. À, xem ra huynh muốn đi lắm, vậy thì đi đi. Nhưng mà người cô ấy hẹn là cô. Nè, sư muội, tình hình của phái Thiên Sơn chúng ta bây giờ đâu phải muội không biết. Đúng như Lục Thiếu Hiệp đã nói, có thêm một người bạn tốt hơn có thêm một kẻ thù mà. Ừ. Cho dù không thể làm bạn cũng đừng thêm một kẻ thù chứ. Muội nói có đúng không? Ừ. Nè, đi đi. Ê, đi đi. Đi được đi. Rồi, được rồi. Để muội đi. Đi. Đến rồi à? Oa, nhiều món ăn ngon như vậy, xem ra cô xin lỗi cũng có thành ý ghê đó. Sao lại là cô chứ? Không phải là tôi thì là ai? Ai? Là tôi, Tam sư huynh. Tam sư huynh, có chuyện gì? Tôi muốn tìm người uống rượu, không biết Lục Thiếu Hiệp có rảnh hay không. Tam sư huynh, bộ có tâm sự hả? Nay đệ gọi ta là Tam sư huynh rồi, vậy thì uống với ta nghe. Chà, lợi hại quá vậy. Uống đi. Được. Hình như Tam sư huynh có hơi không ổn đó. Ừ, hôm nay sinh nhật của ta. Ừ, hả? Lại không ai chúc mừng cho ta hết. Chỉ có bình rượu này. Chỉ có bình rượu này. Không đâu, không đâu. Còn có tôi mà. Sao huynh không nói sớm để có thể giúp huynh tổ chức một buổi mừng sinh nhật thật lớn? Không cần đâu. Chỉ cần để uống rượu với ta thì ta đã vui rồi. À, không không không, bây giờ tổ chức vẫn còn kịp mà. Để đệ gọi tiểu nhị. Không cần đâu. Ta cũng vừa mới nhớ ra hôm nay không phải là sinh nhật của ta. Có ý gì vậy? Bình rượu này thiệt sự lợi hại. Lợi hại quá. Đương nhiên rồi, đây không phải là rượu thường. À, nó đã được cho thêm quá công tán. Quá công tán? Thật ra ta cũng không muốn dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy đâu. Phái Thiên Sơn chúng tôi là danh môn chính phái, nhưng vì võ công của Lục Thiếu Hiệp thật sự quá lợi hại, ta thật sự không còn cách nào khác. Bình rượu này ngươi cũng có uống mà. Với lại cái ly này hôm qua ta mới dùng qua. Đó là vì trước đó ta đã uống thuốc giải rồi. Vậy ngươi cho ta chút thuốc giải với. Hả? Đây đây. Ta không có thời gian chơi tiếp với ngươi.